Xin chào bạn, rất vui khi gặp lại bạn tại channel Ad Eland'orr. Chúc bạn một ngày tốt lành nhé. Dịch bệnh căng thẳng, bạn hãy giữ gìn sức khỏe để bảo vệ chính mình và người thân nhé. Video hôm nay mình sẽ khắc một vị tướng trong game Liên Quân Mobile theo yêu cầu của bạn Đỗ Như Vỹ, đó là vị tướng AD kiêm luôn vị trí pháp sư Eland'oor. Chúc bạn xem video vui vẻ nhé. Nếu chưa đăng ký kênh, bạn hãy bấm nút đăng ký ngay, bật chuông thông báo để xem đầu tiên và sẽ không bỏ lỡ video nào từ channel. Hãy để lại ý kiến của bạn và vị tướng bạn thích dưới phần bình luận để mình khắc nhé. Cùng với đó hãy like giúp mình để giúp kênh mình phát triển nha. Chúc bạn xem video vui vẻ. Hãy xem hết video để chiêm ngưỡng tác phẩm Eland'oor trong Liên Quân Mobile do mình khắc nhé. You can't.